Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin tức liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Bakhmut vẫn đứng vững. Các nước Đông Âu viện trợ gấp đạn pháo cho Ukraine để giữ vững thành phố. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 3, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết giao tranh ở Bakhmut đang diễn ra chủ yếu ở các vùng ngoại ô, thành phố hoàn toàn được kiểm soát bởi các lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo báo cáo sơ bộ, ít nhất 150 quân Nga lọt được vào thành phố đã bị bắn chết, 3 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh. Hơn 200 binh sĩ Nga bị thương được đồng đội đưa ra khỏi thành phố. Trả lời các báo cáo về việc rút lui của một số đơn vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết không có việc quân đội Ukraine rút hàng loạt. Có 131 cuộc tấn công của đối phương bằng các hệ thống pháo binh khác nhau và hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt vào thành phố Bakhmut và 38 trận giao tranh. Tình hình ở thành phố Bakhmut và thành phố Kupiansk trở nên nghiêm trọng vì quân Ukraine thiếu đạn pháo 152 ly cho các hệ thống pháo có từ thời Liên Xô. Quân Nga kéo đến quá đông khiến quân Ukraine sử dụng một khối lượng đạn pháo quá lớn làm cạn kiệt kho vũ khí của họ. Thứ trưởng Hanna Malia cho biết các nước có nguồn đạn pháo 152 ly là Ba Lan, Tiệp, Romania và Slovakia đang khẩn cấp gửi các đạn pháo của họ cho Ukraine. Hiện nay, có hai con đường để thoát ra khỏi thành phố Bakhmut, nhưng cả hai đều nằm trong tầm hỏa lực của quân xâm lược Nga. Trong ngày thứ Bảy, pháo binh quân Ukraine đã bắn yểm trợ cho dân chạy ra ngoài. Ước lượng có từ 4.000 đến 4.500 người vẫn còn mắc kẹt bên trong thành phố. Một phụ nữ đã thiệt mạng và hai người đàn ông bị thương nặng do pháo kích của quân Nga khi cố gắng băng qua một cây cầu giả chiến để ra khỏi Bakhmut. Cô cho biết hiện tại việc rời thành phố bằng các phương tiện giao thông là quá nguy hiểm đối với dân thường nên thay vào đó, mọi người phải đi bộ. Một nhóm phóng viên AP gần Bakhmut hôm thứ Bảy đã nhìn thấy một cây cầu phao do binh lính Ukraine thiết lập để giúp một số cư dân còn lại của thành phố đến ngôi làng Khromo gần đó. Sau đó, họ thấy ít nhất 5 ngôi nhà bốc cháy do các cuộc tấn công vào Khromo. Chỉ huy tối cao của lực lượng chung NATO ở Âu Châu và tư lệnh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Âu Châu, tướng Christopher Cavoli, cho biết trung bình quân đội Nga bắn hơn 23.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Khó khăn lớn nhất hiện nay là quân Ukraine không đủ khả năng để bắn 1/3 cơ số đạn như thế. Tuy nhiên, họ có thể khắc phục bằng cách phóng các hỏa tiễn tầm xa vào các kho đạn pháo của Nga. Ông đề nghị Hoa Kỳ cung cấp cấp hệ thống hỏa tiễn với tầm bắn xa hơn các loại đã được cung cấp cho đến nay. Số người chết trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga ở Zaporizhia tăng lên 11. Dịch vụ khẩn cấp nhà nước cho biết, số người chết trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhằm vào một khu chung cư ở thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine, đã tăng lên 11 người sau khi thi thể một phụ nữ được tìm thấy trong đống đổ nát. Một đứa trẻ nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Năm vào tòa nhà dân cư 5 tầng. Các quan chức từ chính quyền khu vực cho biết một hỏa tiễn S-300 của Nga đã bắn trúng tòa nhà. S-300 là tên chung chỉ một loạt các hệ thống hỏa tiễn đất đối không tầm xa do Liên Xô cũ phát triển và vận hành, hiện được trang bị cho quân đội của Nga, Ukraine và các nước Đông Âu cũ. Nó được sản xuất bởi NPO Almat, dựa trên phiên bản S-300P ban đầu. Hệ thống S-300 được phát triển để phòng thủ trước các cuộc không kích và hỏa tiễn hành trình cho lực lượng phòng không Liên Xô. Việc Nga sử dụng hỏa tiễn đất đối không như một thứ hỏa tiễn đất đối đất cho thấy họ đã cạn kiệt kho hỏa tiễn. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu nhận định, các cuộc đàm phán tư cách thành viên Liên hiệp Âu Châu của Ukraine có thể bắt đầu trong năm nay. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, Roberta Metsola, đã kêu gọi Ukraine được phép bắt đầu đàm phán tư cách thành viên Liên hiệp Âu Châu trong năm nay, trong chuyến thăm nước này vào hôm thứ Bảy. Cô Metsola, đang ở thành phố Lviv phía Tây, cho biết
Tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán gia nhập có thể bắt đầu ngay trong năm nay. Tương lai của Ukraine là ở Liên minh Âu Châu. Brussels đã trao tư cách ứng cử viên chính thức cho Kyiv vào tháng 6 năm ngoái, 4 tháng sau khi Nga phát động một cuộc xâm lược tổng lực, nhưng theo AFP, quá trình gia nhập Liên minh Âu Châu thường mất vài năm. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chính phủ các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Một số quốc gia tỏ ra nghi ngờ khả năng Ukraine có thể phục hồi sau chiến tranh và ban hành các cải cách dân chủ và chống tham nhũng là những điều kiện cần thiết để trở thành thành viên. Nhưng Metsola, người đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và phát ngôn nhân của Verkhovan Rada, Quốc hội Ukraine, Rusen Stefan, nằm trong số những người ở Brussels lạc quan rằng cả tư cách thành viên và những cải cách có thể được thực hiện nhanh chóng. Cô Metsola nói, tốc độ mà Verkhovan Rada và chính phủ đang đạt được tiến bộ trong việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu gây ấn tượng mạnh với tôi. Trong một thông điệp trên mạng xã hội sau cuộc họp, Zelensky cảm ơn Metsola vì vai trò của cô trong việc bảo đảm sự ủng hộ của Nghị viện Âu Châu đối với đơn ghi danh làm thành viên. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine đặt mục tiêu hoàn thành việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Âu Châu càng sớm càng tốt và bắt đầu đàm phán về việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu trong năm nay. Sau khi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu, Ủy ban Âu Châu sẽ phải đánh giá liệu Kyiv có đáp ứng các tiêu chí thành viên Liên hiệp Âu Châu về quản trị tốt, tự do dân chủ và pháp quyền hay không. Sau đó, các nhà lãnh đạo của 27 thành viên Liên hiệp Âu Châu hiện tại sẽ quyết định xem có nên kết nạp Ukraine hay không và khi nào. Quá trình này thường kéo dài hơn 5 năm và đối với một số ứng cử viên như Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia phía Tây Ban Căng, quá trình này gần như bị đình trệ. Cựu sĩ quan FSB lo ngại Nga có chiếm cũng không thể giữ nổi Bakhmut khi mùa đông tan băng. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. XCPET by officer fears Russia cannot hold Bakhmut after winter thaw. Nghĩa là cựu sĩ quan FSB lo ngại Nga không thể giữ nổi Bakhmut khi mùa đông tan băng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Blogger quân sự Nga Igor Yurkin đã hạ thấp tầm quan trọng của các báo cáo rằng quân đội Nga đã bao vây Bakhmut và bày tỏ nghi ngờ rằng thành phố Donetsk có thể do Mạc Tư Khoa nắm giữ. Yevgeny Prigozhin, nhà tài chính của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã tuyên bố rằng thành phố đã bị quân Nga bao vây trong trận chiến khốc liệt mà quân của ông ta đã tham gia. Bình luận của Prigozhin theo sau đánh giá của các nhà phân tích rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị rút khỏi thành phố, chỉ ra rằng hai cây cầu, một trong số đó là tuyến đường tiếp tế quan trọng, đã bị phá hủy. Nhưng Yurkin, cựu sĩ quan FSB và cựu chỉ huy các lực lượng Nga, người đã lãnh đạo các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donetsk ly khai vào năm 2014, đã bác bỏ các đánh giá lạc quan về những lợi ích của Nga trong thành phố đã chiến đấu trong 7 tháng qua. Trên kênh Telegram của mình, Yurkin viết rằng ông không chia sẻ những dự báo lạc quan như vậy như các blogger quân sự khác bày tỏ về việc lực lượng Nga chiếm và giữ Bakhmut. Ông viết, sau nhiều tháng bị tấn công, quân đội Wagner sẽ phải nghỉ ngơi, điều này có thể cho phép Ukraine tập hợp lại và trao đổi lãnh thổ theo thời gian. Ông nói rằng đây là kế hoạch của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, người sau đó sẽ ra tay, có lẽ sau khi băng tan kết thúc, ám chỉ mùa xuân. Chúng ta phải chuẩn bị để đẩy lùi cuộc tấn công của họ, Yurkin, người còn có tên là Strelok, nói thêm, và đã chỉ trích mạnh mẽ nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin và hành động của các chỉ huy của ông. Cụ thể, tôi không mấy lạc quan về triển vọng chiếm được Bakhmut, vì điều này chỉ có nghĩa là người Ukraine đã dành được thời gian quý báu cho một cuộc phản công, Yurkin nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận. Bất chấp các báo cáo về lợi ích của Nga, Serhiy Chervovy, phát ngôn viên của nhóm phía đông lực lượng vũ trang Ukraine, nói với CNN rằng lực lượng của Mạc Tư Khoa chưa chiếm được Bakhmut và giao tranh vẫn tiếp tục ở ngoại ô thành phố. Ông nói rằng thành phố vẫn được kiểm soát bởi các lực lượng phòng vệ Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine, lính biên phòng và lực lượng vệ binh quốc gia. Tuy nhiên, Volodymyr Nazarenko, phó tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, đã không phủ nhận quy mô nhiệm vụ mà quân đội Ukraine phải đối mặt. Mỗi giờ ở Bakhmut giống như địa ngục, ông nói với đài truyền hình Ukraine Kyiv 24, mặc dù ông nói rằng các lực lượng Nga đã không vượt được qua sông Bakhmut ta. Ông nói thêm, trong vài ngày qua,
tiền tuyến đã được ổn định nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của chúng ta. Quân đội Nga tiếp tục lăn vào cùng một cửa tử bên ngoài Vuleda. Ký giả David Acer của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề. Russian troops keep rolling into the same kill zone outside Volodar. Nghĩa là quân đội Nga tiếp tục lăn vào cùng một vùng đất chết chóc bên ngoài Vuleda. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Có một ngã tư đường, cách thị trấn Mykin vài trăm mét ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đã trở thành một cái bẫy chết người kỳ lạ đối với quân đội Nga. Quân đội Ukraine đã gài mìn giao lộ này. Họ được trang bị súng cối và hỏa tiễn chống tăng, và máy bay không người lái của họ, ẩn nấp gần đó. Đó là một khu vực chết người khét tiếng đến nỗi nó trở thành một chủ đề chính trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng điều đó không ngăn được người Nga cố băng qua giao lộ. Nhiều lần. Sau nhiều tuần bị phục kích, giao lộ giờ đây rải rác với hàng tá xe tăng và xe chiến đấu bị phá hủy trở lên. Nạn nhân mới nhất của ngã tư sát thủ là một chiếc xe chiến đấu BMP-2 đã cố gắng băng qua vào ngày thứ hai và lần đầu tiên đâm phải một quả mìn trước khi ăn cả một quả hỏa tiễn chống tăng. Người Nga cố gắng chiếm giao lộ này vào cuối năm ngoái. Tiền tuyến trong khu vực này của Donbass chạy từ đông sang tây dọc theo đường cao tốc T-05009. Chia đôi các thị trấn Pavlivka và Mykin do Nga kiểm soát. Cứ điểm gần nhất của Ukraine, Vuleda, nằm cách một dặm về phía bắc qua các con đường phụ. Điện Cẩm Linh đã tấn công vào Vuleda như một phần của cuộc tấn công mùa đông tồi tệ, có thể thành công trong việc cuối cùng chiếm được thành phố tự do đã máu Bakhmut, cách 60 dặm về phía bắc. Ở mọi nơi trừ Bakhmut, cuộc tấn công đã bị đình trệ. Giao lộ ngay phía bắc Mykin giúp giải thích tại sao. Người Nga thất bại, rồi ngoan cố nhân đôi, nhân ba và nhân bốn lần thất bại đó. Người Nga đã tiến về phía Vuleda được vài tuần khi người Ukraine dàn dựng cái có thể là cuộc phục kích phức tạp đầu tiên tại ngã tư Mykin. Vào ngày 5 tháng 2, một bộ phận của tiểu đoàn thủy quân lục chiến Nga với xe tăng và phương tiện chiến đấu T-80 và BMP-2 lăn bánh qua giao lộ và vượt qua các bãi mìn của Ukraine. Có thể có cả những chiếc TM-62 cổ điển của Liên Xô. Kết quả là một đống lửa bốc cháy khi các phương tiện bị trúng mìn và tổ lái và hành khách của họ được cứu thoát. Một chiếc xe tăng đã cố gắng trốn thoát nhưng đã trúng đạn từ một đội Ukraine bắn lựu đạn phóng hỏa tiễn. Một chiếc BMP mất kiểm soát dường như đã cán phải một người lính Nga không may đang đứng trên đường. Dấu tích kim loại xoắn tích lại của cuộc phục kích đó vẫn còn rõ ràng khi khoảng 2 tuần sau, một đội hình khác của Nga băng qua cùng một giao lộ và không ngạc nhiên khi họ cũng trúng mìn. Có vẻ như nó lại xảy ra vài ngày sau đó với chiếc BMP-2 mới nhất đó. Các chuyên gia không bị sốc. Quân đội Nga có xu hướng lặp lại cùng một thất bại, các nhà phân tích Mykhailo Yabrosy, Yakwalin, Oleksandr Danilik và Nick Reynoy giải thích trong một nghiên cứu của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London. Các nhà phân tích của RUSI đổ lỗi cho các chỉ huy Nga là cứng đầu và không linh hoạt. Nhưng các sĩ quan cấp dưới gần tiền tuyến hơn cũng có thể có lỗi. Trong khoảng thời gian khi các bộ chỉ huy cao hơn tìm cách xây dựng một kế hoạch, tình trạng tê liệt có xu hướng đeo bám các cấp dưới nếu mệnh lệnh ban đầu của họ không phản ánh đúng tình hình thực tế. Cụ thể là các tiểu đoàn và đại đội của Nga có xu hướng tiếp tục làm bất cứ điều gì họ đã làm, cho dù tai hại đến đâu, cho đến khi một số đại tá hoặc các tướng lãnh ở cấp lữ đoàn hoặc sư đoàn chỉ thị cụ thể cho họ dừng lại và làm điều gì đó khác. Vì vậy, trong bối cảnh ban lãnh đạo gần như sụp đổ hoàn toàn, quân đội Nga vẫn tiếp tục lái xe tăng và phương tiện chiến đấu của họ vào giao lộ chết chóc trên đường tới Vuleda. Và đã tiếp tục bị nổ tung bởi mìn và hỏa tiễn. Ukraine dội gáo nước lạnh vào thông tin Bakhmut sắp rơi vào tay Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Ukraine pours cold water on reports of Bakhmut's imminent fall to Russia. Nghĩa là Ukraine dội gáo nước lạnh vào thông tin Bakhmut sắp rơi vào tay Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Phát ngôn nhân lực lượng vũ trang Ukraine Serhii Chevervy nói rằng quân đội nước ông chưa rút quân hàng loạt khỏi Bakhmut và Ukraine vẫn kiểm soát thành phố.
Tuyên bố của Chevevi được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội và báo cáo từ tập đoàn Wagner của Nga rằng thành phố đã bị bao vây. Chevevi đã nói chuyện với CNN vào hôm thứ Bảy rằng, cuộc giao tranh ở Bakhmut diễn ra chủ yếu ở vùng ngoại ô, thành phố vẫn do lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát, lực lượng vũ trang Ukraine, lính biên phòng và lực lượng vệ binh quốc gia. Ông nói, cũng không có sự rút quân ồ ạt của quân đội Ukraine. Có 21 cuộc tấn công của đối phương với việc sử dụng các hệ thống pháo binh khác nhau và hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt chỉ riêng gần Bakhmut và 9 cuộc giao tranh. Tổng cộng có 131 cuộc tấn công và 38 cuộc giao tranh đã diễn ra trên mặt trận miền đông Ukraine, Chevevi nói. Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cũng cho biết tương tự hôm thứ Bảy trong các bình luận với đài truyền hình Ukraine Kyiv 2. Rằng Nga vẫn chưa thành công trong việc chiếm Bakhmut. Ngược lại, ông khẳng định rằng Ukraine đã ổn định tiền tuyến, mặc dù ông thừa nhận lực lượng của Mạc Tư Khoa đã đạt được một số thành công. Mỗi giờ ở Bakhmut giống như địa ngục. Đối phương đã thành công ở phía Bắc, Tây Bắc của Bakhmut so với một tuần trước. Binh lính Ukraine đang chống trả. Trong vài ngày qua, tiền tuyến đã được ổn định nhờ sự làm việc chăm chỉ và nỗ lực của chúng ta, Nazarenko nói. Con đường Kostiantynivka, Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Họ đang làm điều này với những nỗ lực to lớn, ông nói thêm. Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bảo vệ thành phố, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chiến đấu nhưng phải không bằng bất cứ giá nào. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh hôm thứ Bảy cho biết lực lượng phòng thủ thành phố của Ukraine đang chịu áp lực ngày càng nghiêm trọng. Ukraine đang củng cố khu vực bằng các đơn vị tinh nhuệ, và trong vòng 36 giờ qua, hai cây cầu quan trọng ở Bakhmut đã bị phá hủy, bao gồm một cây cầu quan trọng nối thành phố với tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ Bakhmut đến thành phố Chashivka. Bakhmut, một thành phố phía đông của vùng Donetsk, đã xảy ra tranh chấp ác liệt kể từ tháng 8 năm 2022. Nếu bị quân đội Mạc Tư Khoa chiếm được, đây có thể là một thành công mong muốn từ lâu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng nó mang lại rất ít giá trị chiến lược. Bakhmut nằm ở một vị trí đáng mơ ước vì các con đường quan trọng nối Luhansk ở phía đông và Sloviansk ở phía tây bắc đều đi qua thành phố. Rajan Menon, giám đốc chương trình chiến lược lớn tại Defensor Priority, nói với Newsweek hôm thứ Bảy, người Nga đã cố gắng chiếm Bakhmut, một thị trấn nhỏ, trong gần 7 tháng và vẫn chưa thành công mặc dù có lợi thế lớn về binh lính và hỏa lực. Menon nói tiếp, họ đã chịu tổn thất nặng nề và cũng đã pháo kích tan hoang thành phố này. Vì vậy, mặc dù Bakhmut có thể thất thủ trước sự bao vây ngày càng tăng của Nga, nhưng kết quả đó sẽ là một chiến thắng rỗng tuếch cho Nga. Vì nó sẽ không mở đường cho những bước tiến nhanh chóng vào sâu hơn trong tỉnh Donetsk. Ông nói, Ukraine có nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều tuyến phòng thủ bên ngoài Bakhmut và các thành phố như Kramatorsk lớn hơn nhiều. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.